Thầy chào các em. Thầy tên Lê Bá Ngoạn, giáo viên trường tiểu học A Vọng Đông. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp môn toán lớp 2 bộ sách Trăng trời sáng tạo. Bài thực hành và trải nghiệm đo bằng gang tay để biết vật dài bao nhiêu mét. Các em cần chuẩn bị đồ dùng học tập gồm sách giáo khoa, vở ghi, bút, bảng con, một sợi dây dài 1 mét, một thước thẳng 20 cm. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài học hôm nay. Bài học này sẽ giúp các em ôn tập về đo lường, ước lượng và đo chiều dài một số đồ vật quen thuộc theo đơn vị mét. Dùng gang tay để ước lượng. Bây giờ các em sẽ mở sách giáo khoa trang 77 để bắt đầu bài học. Bài 1. Đo độ dài gang tay theo đơn vị cm. Nhiệm vụ của chúng ta là đo độ dài gang tay của mình bằng bao nhiêu cm trên thước thẳng 20 cm đã chuẩn bị. Lưu ý, khi dùng thước thẳng để đo độ dài gang tay, ta đặt đầu ngón tay cái ngay vạch số 0 của thước đo và điểm cuối là đầu ngón tay giữa. Nhớ, lòng bàn tay phải áp sát thước đo. Các em hãy bấm dừng video để thực hành. Khi nào xong sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã biết được độ dài gang tay của mình rồi, đúng không? Bây giờ, thầy cùng các em xem chiều dài gang tay của hai bạn trong hình như thế nào nhé. Ta thấy chiều dài gang tay của bạn nữ là 15 cm. Còn chiều dài gang tay của bạn nam là 17 cm. Sau khi biết được chiều dài gang tay của mình bao nhiêu cm, ta hãy cùng hai bạn trong hình thực hành
phần tiếp theo nhé. B. Đo sợi dây 1 mét xem được bao nhiêu gang tay. Nhiệm vụ của chúng ta là đo sợi dây 1 mét được bao nhiêu gang tay. Lưu ý, khi đo gang tay thứ nhất, các em đặt đầu ngón tay cái ngay đầu sợi dây và điểm cuối là đầu ngón tay giữa. Gang tay thứ hai là đầu ngón tay cái ngay đầu ngón tay giữa của gang tay thứ nhất. Cứ như thế, ta đo hết sợi dây xem được bao nhiêu gang tay. Nhớ rằng, trong lúc đo là lòng bàn tay phải áp sát sợi dây nhé các em. Một điều thầy muốn lưu ý thêm các em, khi đo sợi dây 1 mét này xảy ra các trường hợp sau. Nếu gang tay cuối đủ thì thôi, còn nếu mà phần cuối của sợi dây dư ít hơn nửa gang tay thì ta bỏ, không tính gang tay đó. Ngược lại, phần cuối của sợi dây dư hơn nửa gang tay thì ta sẽ tính thêm một gang tay nữa. Bây giờ các em hãy bấm dừng video để thực hành. Khi nào xong sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã có kết quả rồi, đúng không? Bây giờ thầy cùng các em xem hai bạn trong hình đo sợi dây 1 mét được bao nhiêu gang tay nhé. Ta có kết quả bạn nữ đo được khoảng 7 gang tay. Còn bạn nam đo được khoảng 6 gang tay. Thầy chúc mừng các em đã hoàn thành xong bài 1. Bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo.
Bài 2. Dùng găng tay đo để biết độ dài theo mét, rồi dùng thước mét đo để kiểm tra. Nhiệm vụ của chúng ta ở bài tập này là dùng găng tay của mình đo chiều dài bàn học, chiều ngang cửa sổ, chiều dài bảng lớp để tính theo mét. Các em hãy bấm dừng video để thực hành. Khi nào xong, hãy bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã có kết quả rồi, đúng không? Bây giờ, thầy cùng các em hãy thực hành với hai bạn trong hình nhé. Chiều dài bàn học, bạn nữ đo được khoảng 7 găng tay. Vậy bàn học có chiều dài khoảng 1 mét. Vì một găng tay của bạn nữ là 15 cm. Chiều ngang cửa sổ bạn nam đo được 12 găng tay. Vậy chiều ngang của cửa sổ khoảng là 2 mét. Vì một găng tay của bạn nam là 17 cm. Còn chiều dài bảng lớp, bạn nữ đo được 20 găng tay. Vậy, bảng lớp có chiều dài khoảng là 3 mét. Vì một găng tay của bạn nữ là 15 cm. Thầy chúc mừng các em đã hoàn thành bài tập. Qua tiết học này, nhằm giúp cho các em sử dụng kiến thức đã học, ứng dụng vào thực tế để ước lượng, đo độ dài một số đồ vật quen thuộc theo đơn vị mét. Về nhà, các em có thể dùng găng tay của mình đo theo mét của một số đồ vật như giường,
bàn, cửa ra vào, vân vân. Ví dụ, giường chiều dài 14 gang tay hay 2 mét, chiều rộng 11 gang tay hay 1m60cm. Bàn chiều dài 7 gang tay hay 1 mét, chiều rộng 4 gang tay hay 60cm. Còn cửa ra vào, chiều cao 16 gang tay hay 2m40cm, chiều rộng 19 gang tay hay 2m80cm. Thầy lưu ý các em, khi đo cửa ra vào, lúc đo chiều cao, ta nên bắt ghế cẩn thận hoặc là nhờ sự trợ giúp của người lớn để đảm bảo an toàn khi đo. Chúc các em thực hiện thành công nhiệm vụ thầy giao về nhà. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.